Xin chào các bạn, trong phần trước thì chúng ta đã tham khảo một số cái ứng dụng có thể chạy máy ảo, ví dụ như VMware Workstation rồi VMware Blazor. Đây là VMware Workstation tôi đang chạy rất là ngon lành nhé mọi người. Và phiên bản này là một phiên bản mà các bạn có thể tải về trên cái group group hacker mù xám này nha. Các bạn thể vào trong group hacker mù xám này, join hình như là join free hay sao đấy các bạn, hoặc là các bạn thành viên là có thể join vào được. Cái này các bạn sẽ lấy link từ người quản trị nha. Rồi chúng ta có thể là sử dụng VMware Blazor là phiên bản hoàn toàn free. Phiên bản này các bạn có thể tải từ trên trang của VMware hoặc là VirtualBox đấy các bạn. Đó, đây là những công ứng dụng chủ đạo mà chúng ta có thể sử dụng để mà học tập và rèn luyện về e-hacking hay là bảo mật thông tin. Bên cạnh đó thì nó cũng có những hệ thống lab online mà chúng ta chỉ cần kết nối tới dạng là OpenVPN là để join vào một hệ thống mạng và thực hành, hoặc là hoàn toàn online như là Submeter Lab trong cái series của công ty mà trên chương chương trình của Security 365 này chúng tôi cũng có triển khai nhé. Thì đó là một cái ví dụ khác. Thêm trong phần tiếp theo thì là phần get start, thì nó kêu chúng ta download cái file ISO này về nè, rồi booting với ISO tức là cài đặt đó. Nếu như những bạn nào mà muốn khởi động và cài đặt riêng trên một máy, là cài đặt cứng luôn á, thì chúng ta tải cái file ISO về. ISO tức là chúng ta tải ở đây nè các bạn tải ở đây, ví dụ đây chúng ta sẽ tải cái file ISO tương ứng ha. Các bạn click vào đây này thì nó sẽ tải một cái file ISO về, và chúng tôi hay upload file ISO này vào trong cái group hacker mũ xám để các bạn lưu lại, tại vì đó là cái ứng dụng mà nó có thể lưu trữ được rất là nhiều thứ với dung lượng khá là lớn, mặc dù vừa rồi nó có một cái lỗ hổng gì đấy các bạn, nó có lỗ hổng gì đấy, nhưng mà chúng ta sẽ vá nó lại thôi ha, vá lại thôi. Còn phiên bản mà chúng ta sử dụng này thì là một bản preview, tức là nó cài sẵn chúng ta, thì các bạn cũng có thể là tải về và tập cài ha. Trong tài liệu thì nó cũng có những cái hướng dẫn để mà các bạn cài đặt. Còn trong phần này thì nó kêu mình tải về nhé, rồi bin nó ra thì các bạn có thể sử dụng một ứng dụng như Rufus rất là dễ thôi. Đối với cái trình của các bạn mà muốn chơi tới cái này thì chắc là chỉ cần nói về thôi là chúng ta tự làm được, chứ không phải cầm tay chỉ việc nữa không các bạn, đúng không? Rufus nè, Rufus thì đây là một cái ứng dụng mà các bạn tải về, rồi nó tạo ra một cái file bootable. Chúng ta bin cái file ISO đó ra thành cái đĩa USB, và tương ứng là phải chọn cái group hay GPT, thì cái này tùy vào máy mọi người ha. Rồi chúng ta sẽ bên ra đút vào, khởi động nó lên. Còn nếu mà cài từ máy ảo thì cũng không cần bên ra gì nữa mà trỏ vào cái file ISO luôn. Nếu mà cài từ máy ảo đó thì chúng ta chỉ cần là gì nữa, chúng ta vào đây ha, chúng ta create nè, create a new virtual machine nè, rồi chọn net nha. Rồi thì cái phần này chúng ta sẽ chọn tới cái file ISO, ví dụ ở đây tôi cài Mac Windows, các bạn thấy Windows Server 2019 không, thì chúng ta sẽ chọn file này. Và các bước tiếp theo thì nó cài cũng thông thường thôi, cài giống như là những cái hệ thống mà chúng ta cài đặt thông thường, thậm chí nó còn dễ hơn rất là nhiều nha, dễ hơn rất là nhiều nữa. Và tùy chọn khác các bạn, tôi thấy là chúng ta sẽ chạy cái bản là nó cài sẵn. Còn ai mà có điều kiện thì cái download thêm những bản NetHunter về cài trên Android, và ngày nay thì đa số nó chạy cũng khá là mượt mà rồi các bạn. Phải chọn đúng cái gì nào, cái điện thoại nào cho nó càng thích ứng tương ứng thì càng tốt nha, tương ứng càng tốt. Các bạn xem ở đây tôi được biết khi cài trên đó, trên cái điện thoại thì chủ yếu tôi cài Tmut và cài thêm mấy cái framework cần thiết trong quá trình pentest thôi, nhưng mà các bạn thích thì cứ cài thôi, không ai cấm những vấn đề trên cả. Còn trong cái này thì nó sẽ hướng dẫn khá là cặn kẽ từ cách sử dụng torrent tới kiểm tra tính toàn vẹn. Kiểm tra tính toàn vẹn này rất là cần thiết nha mọi người. Thường thường nó sẽ có một cái chuỗi số PGP hay là SHA rồi, hoặc là MD5, thường thường là SHA ha. Tại vì MD5 thì về mặt lý thuyết là vẫn có thể bị giả mạo được. Thì chúng ta phải xác nhận nó bằng công cụ. Công cụ thì nó có nhiều công cụ, ví dụ như Hakan nhé. Hakan này là một công cụ thuộc dạng quốc dân trong vấn đề mà xác nhận cái tính toàn vẹn các bạn. Nó cũng có thể tính, nó có thể là làm gì nào, nó có thể tạo ra cái file dữ liệu của một cái file H value ha, MD5 SHA này. Ví dụ tôi lít đại vậy thôi, các bạn calculate cái là nó tính của cái file file hình hồi nãy đưa vô. Thì
Khi mà các bạn tải về đó, chúng ta thấy nếu như cái chuỗi số này hoặc là chuỗi số này nó khớp với chuỗi số trên trang của nhà sản xuất đưa ra, thì điều đó là chứng tỏ là cái dữ liệu đó là nó toàn vẹn, integrity, tức là không bị thay đổi, không bị chèn thêm mã độc. Chứ nếu như mà chúng ta tải một cái file về mà nó chèn thêm mã độc vào thì cái dữ liệu đó nó cũng sẽ là thay đổi với các bạn. Điều đó là rất là cần thiết nha, rất là thực sự rất cần thiết, đó, rất cần thiết đó nha các bạn. Còn nếu như trên bản thân thằng Kali Linux này nè, nó cũng có những công cụ để cho chúng ta làm những điều đó luôn. Ví dụ như nó là MD5 Zoom hay sao đấy các bạn, MD5 Zoom hay sao đấy. Có lẽ cái này là cái hình mà trong bài trước tôi trình bày là cài đặt Mantego đấy các bạn. Mantego đây, tôi mở một cái giao diện với quyền root MD5 Zoom đó, ví dụ vậy đó. Chúng ta gõ Zoom này có lẽ sai rồi hay sao đấy các bạn. Chúng ta sẽ tìm kiếm xem đối với những cái lệnh nào mà các bạn không biết á, thì chúng ta sẽ kiểm tra trên cái trang tool đó các bạn. Ví dụ như là Kali đây ha, Kali tool list MD5 Zoom đó, xem thử nó có ra lệnh gì ha. Sau này ví dụ có thay bằng hrad hoặc là sha zoom rồi rất là nhiều thứ. Tại vì cái lệnh này tôi chạy khá nhiều trong bài thi LPT với lại cben của mình đấy các bạn. Nó sẽ có những cái lệnh tương ứng.